Hi. BB đưa Như đưa cái điện thoại của chị à? Qua rồi. Qua rồi nhá. Á, BB qua rồi đi. Qua rồi. Ok. Tao cho mày qua đời bây giờ. Mày đứng đó mày làm. Đứng vậy cho nó giảm cân. Hóp cái bụng nhiều. Thật mà. Gồng cái cơ bụng lên đi. Ủa Hậu ơi, em làm tầm khoảng bao lâu nó xong? Làm răng á? Xong rồi hả? Đang ngồi đợi em hả? U là trời. Cũng quen hay gì mà ngồi nói chuyện? Vậy hả? Hồi sáng bạn đi ô tô mà đúng không? Ừ. Thuê ô tô hai anh em đi hả? Ừ. Thuê ô tô rẻ lắm. Có chị Mai à? Ủa sao rẻ vậy? Ừ. Nhưng mình tay rồi vẫn chưa có xe đi đúng không? Ừ. Hạnh ơi, Hạnh đưa cho chị cái khay cái khay hả? Để bên chỗ chị ngoài. Để cái kim lên. Trời, nhìn lộ này. Hả? Nhìn lộ không? Ừ. Da dễ bị sẹo. Trời, lấy mũi xong mà lộ lỗ này không sẹo không gạo đâu nè. Ủa mà cái thâm thâm này là em tự tự lấy hả? Hay là spa là gì vậy? Em tự lấy. Có nói chuyện nói không? Không nói thôi. Đau lắm không? Vì quá nhiều mà da yếu. Hồi lên mạng order mấy cái túi nhỏ gì đâu. Nhìn nó dễ thương ha. Ừ. Màu xanh đỏ tím vàng rồi. Mình hãy nghĩ đến cái chuyện đẹp đẽ sau này của mình. Không biết là chịu đau cũng giỏi đấy. Ừ, mà mặt không đổi sắc luôn mà. Em đi lấy cho một lần nào chưa vậy? Dạ có.
Đấy, chắc đau kinh lắm rồi. Đấy bằng cây hả? Yeah. Còn bé kia không có mụn hả? Dạ, có nhưng mà mụn thâm chứ. Ừ. Lấy cái này còn đi không? Mụn thâm, đồ em nặng. Ừ. Nặng. Ủa sao không lấy luôn? Rất nhiều rồi. Dạ. Lại một mụn thâm. Chứ lại là mụn ẩn rồi. Em hỏi chị con rồi. Sẵn đi lên lấy luôn đi cho. Không dám hả? Dạ. Để trong bé này đi, lần sau thấy nó cải thiện rồi lấy luôn. Mình chỉ lấy không có thăm đâu, đừng lo. Bụng gì lấy cũng ok chứ. Không có sợ bụng ẩn, càng lấy sớm thì nó còn đỡ ra sẹo cho em á. Đỡ sẹo á. Chứ bụng ẩn mình phải mốt nó viêm 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 lên á. Ăn luôn collagen bên dưới lấy được cái nhân lên á, là cái lỗ nó sẽ rất là sâu. Lúc trước em mụn thâm nhiều lắm mà em xài cái loại điện cao phó, nghe nói là trị mụn thâm nó đỡ hơn nhưng mà vẫn nó lên. Cái điện cao phó chấm một thời gian thôi, em chấm nhiều quá nó sẽ bị lờn. Sau này cái da em nó có bị nổi luôn nghe chỗ đó nữa thì em chấm nó cũng mất tác dụng rồi, nó không có ăn nữa. Chơi. Thế vậy mà nó chai hết hả? Đây đến Noel còn có nhiêu tuần nữa? Còn 2 ngày nữa hả? Ừ, 2 tuần nữa.
Em từ sau lên chị nói cho nên. Nhà có tinh bột nghệ không ha? Dạ không. Nói ví dụ rửa mặt muối mà công nghiệp với không lập cùi ngóc luôn. Nè hả? Nói em nghe chị Anna vậy chị từ chức giám đốc đi để em làm giám đốc chị lên được mặt muối. Làm đầu tiên tôi nghe nói nghe cái khái niệm đó nó mắc cười. Từ cái ngày spa mà nó sang trọng như vậy đó. Qua cái miệng con Vi ra không còn gì hết trơn. Hạnh Như. Còn Như. Hạnh Như. Như là người khởi khởi nguồn ra cái câu nói đó. Ông lập 100 khịa chị An này. Cái thằng thú thế này chị nhau này. Vậy nha, kiểu lộn 800 lát. Chụp tụi em nữa chứ, thì câu chứ. Còn gì không? Chứ không có ông nói nhiều giả man luôn. Hồi xưa nhớ sang không? Lạnh lùng như gì ấy. Không. Hồi trước lạnh lùng lắm. Nói gì đâu. Sau này mới nói đấy. Hồi xưa là họ hỏi gì thì trả lời không thôi. Không có cái chuyện mà kiếm chuyện để nói đâu. Sao ảnh thấy nếu mà quen ảnh thì gì? Cuối tuần thì được đi mua sắm, đi ăn, đi uống vậy thấy ok không hả? Nếu mà có được quen thì vẫn chưa quen đâu nha. Để cho cua hả? Là sao? Đó, ảnh không mua mà. Giờ chưa thích thôi. Nó chưa thích thôi chứ nó không có nói là nó không thích hiểu không? Thấy được mà. Không, bữa nay thấy được lại rồi đấy. Bớt cà chớn hơn hồi xưa cà chớn dữ lắm luôn á. Thì nói câu nào là cà chớn câu đó, bây giờ bớt rồi. Nói câu nào sắp ốc câu đó rồi. Ừ. Nói muốn dụng nhưng mà giờ bớt rồi. Người giỏi vậy thì nên hút đi chứ còn đợi chờ gì nữa. Ủa? Hoài luôn, người yêu cũ là cái gì? Có mới thì nó mới quên cũ. Ủa chứ không nhanh vậy thì chừng nào? Noel tới rồi, tới rồi. Ủa cái gì vậy chị An? Còn tranh thủ đi chứ. Ủa sao tự nhiên ông kệ hạn nhỉ? Nói chuyện vậy đó. Ông kêu là ông thích người thì chỉ cần hiền là được. Ừ. Vậy là tia hạnh rồi. Chị kêu khoa nó qua là thôi đó, cho nó chờ nữa đó. Ba người trong đó.
sầu riêng ra quen như chưa gặp bao giờ đúng không? Hai đứa có kế hoạch lên chị lâu chưa? Mình mới đây thôi. Từng rồi. Chắc cũng đi kiếm chỗ thì chị dữ lắm đúng không? Giờ này mà không đi chị đúng chỗ là vừa tốn tiền mà vừa không được gì. Đi bên chị là đúng rồi. Nam em yếu là nam ấy. Đúng rồi, da bạn sẹo rỗ khá khá rồi đó. Nhưng mà dưỡng cái mà chị đưa về cho em á, cái nó cũng đỡ. Sẽ đỡ bên phần nào cũng đỡ bị sẹo. Như sẹo cũ thì nó phục hồi ít nha, còn mà sẹo mới thì nó phục hồi nhiều lắm, nó sẽ đầy sẹo. Như ơi, Như xài cái đó thấy đầy sẹo không Như? Thương. Nó đầy lên chị. Nó đầy lên đấy đúng không? Nó đỏ đỏ hơn. Ừ. Thật. Cái nhìn mặt bạn nó giống mặt em mỗi tới đây á. À, của em nặng hơn á Như à, Thư à. Của em mụn viêm nhiều. Đúng rồi, của em mụn viêm nhiều hơn.
Mấy hôm qua quên trả tiền mình nha. Tên thì trả tiền lấy mụn đó hả? Em sợ hồi ăn xong cái quên nét gì rồi tự nhiên không vậy? Kỳ quá, cho nên ngồi đầu tiên. Ừ. Trả thì không trả thôi chứ. Sao mà chọc tiền với chị được? Được đâu, tình cảm thì tình cảm như tiền tạo. Khi nào thành người nhà đây rồi tính. Hạnh mà ấy xong rồi mình sẽ được đi Vũng Tàu thường xuyên. Cái gì? Gì ba? Vì sao? Không, chị mới hôm qua là mình còn được đi Đà Lạt thường xuyên này kìa. Hạnh nhỉ? Mà đi chơi mình có ô tô chở đi trở về nữa. Xuất sắc. Dễ gì bỏ em, trời ơi. Sao đâu? Sao bỏ tụi em được? Giờ chị sẽ đưa ra chiếc lửa khác. Mà có mở cái đó nhiêu tiền vậy chị? Ít bao không chứ? Làm ngày nào chị cũng sẽ phân công tấn công. Cái gì? Cái gì? Khoa có muốn khoa là... không đầu tư với chị không? Không. Được. Em không thiếu tiền, em chỉ thiếu một bà chủ thôi. Tới luôn. Vài bữa siêu giờ. Thật luôn á, chứ không coi đâu. Thì như Noel nó vào thứ bảy hay chủ nhật gì á. Ê kêu chị Nguyên đi, có người kêu Nguyễn nhất kìa. Sao chị Quyên lại trên xe đi? Đóng cửa nấu ăn rồi trời. Chị Quyên ơi. Không nghe đâu. Chị Quyên. Đơn hoàn về kìa.
Có nước không trời? Bà đứng đằng sau mà điện thoại bà còn không cầm rồi thì thôi á. Hạnh ơi, bật 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 xong hơi bên kia đi. Bà coi có nước không? Chờ chút nữa, đợi được Hạnh bật lại. Bên này lấy luôn rồi. Ngứa mặt quá. Tức tay nó mới hết rồi. Này, mụn này ngắn.